hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2023, shop em xin giới thiệu mẫu Fuel. Con này là xe hàng cũ nha các bạn nha, xe cũ và đã được dọn phục chế lại nha các bạn nha. Con Fuel bạc hôm qua em lại bán rồi các anh chị ạ. Đó thì nay có Fuel xanh cho các anh chị nha. Đáng lý là hôm qua con Fuel xanh này về, nhưng mà do giám đốc công ty Fuel á, gọi là nói giám đốc cho nó sang, chứ thật sự là mấy anh em bên đội Nhật bãi á, người ta thu hàng, người ta đi mua đồ, nói chung thuộc dạng đồ bãi thì gọi là đồ phế liệu các anh chị. Người ta mua hàng phế liệu về, người ta dọn, và tối qua người ta dọn xong, người ta mừng quá, người ta nhậu nguyên đêm luôn, sáng nay người ta mới giao cho em các anh chị. Thì con Fuel này là Fuel hàng bãi nha các anh chị nha, đã được dọn và phục chế lại. Xe là khung sườn bằng nhôm, mối hàng dãy cá, tay đề là tay đề Shimano, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề lip Shimano, dò dĩa Shimano, cái lip Shimano. Xe được trang bị hai thắng đĩa cơ. Màu sắc con xe là màu xanh, Fuel này Fuel xanh nha các bạn nha. Xe đã được sơn dọn phục chế lại nha các bạn nha, chứ thật sự con xe này là nó cũ lắm rồi và người ta dọn, người ta phục chế lại. Phục chế lại có nghĩa là sao? Khi các bạn mà đi mua hàng á, mua mấy xe Nhật bãi và các bạn để ý thì xe rất là xấu và xe rất là cũ, thậm chí xe có khi nó chạy không được luôn, và đồ xe Nhật bãi thì các bạn biết rồi, đồ này cắm đồ kia cắm đồ nọ, cắm là gắn đồ này gắn đồ kia, chứ không phải cắm là đem cầm nhớ bạn nha. Đó thì mấy anh em bên đội Nhật bãi nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, tại vì họ chơi xe, họ biết là hồi xưa họ cũng như các bạn thôi, họ mua xe hàng bãi về và họ cũng sửa từ đời này qua đời kia, sửa từ ngày này qua ngày kia thì con xe mới hoàn thiện và mới ok được để chạy. Thì nắm bắt được nhu cầu như vậy, họ đã dọn con xe lại rất tuyệt vời. Con này là giữ lại cái khung thôi, tất cả các đồ trên xe, ngay cả bê đan, vỏ ruột đều là đồ mới hết nha các bạn nha, và sử dụng đồ rất là tốt, rất là chuẩn. Giá con xe đang được bán với giá 4.350.000. Giá này em bao ship cho các anh chị nha. Tên con xe, thương hiệu con xe là Fuel nha các bạn nha. Fuel là hàng thương hiệu đến từ nước Mỹ nha các bạn nha. Tay đề Shimano 3 đĩa và 7 lip Shimano 37. Xe này đã được sơn dọn lại và do thợ con người Việt Nam mình đứng ra sơn lại nha các bạn nha. Tay đề Shimano 37. Bao tay chìa cực kỳ êm ái. Ghi đông bô tăng nhôm. Shimano 3 đĩa và 7 lip. Sườn là sườn nhôm, mối hàng dãy cá, ghi đông bô tăng nhôm, bao tay chìa cực kỳ êm ái. Từ cái bao tay, từng con ốc là các anh thợ đã lựa và sàng lọc rất kỹ. Ngay cả bao tay nè các bạn nhìn nè, bao tay cũng là bao tay loại tốt. Có nhiều bạn hỏi tại sao mấy con Fuel này không dọn lên cấu hình 10, 11, 12 lip cho dễ chạy. Nhưng mà thật sự cái đó là những bạn đó, là bạn đó còn rất trẻ, bạn đó mới bình luận như vậy. Tại sao? Tại vì những người trẻ người ta sẽ thích tốc độ và người ta sẽ máu, người ta chạy nhanh hơn và người ta chạy ngọt hơn. Nhưng mà những người lớn tuổi lại suy nghĩ khác. Có nhiều người mua xe 3 đĩa 7 lip và 3 đĩa 8 lip còn nhắn tin hỏi mình có cách nào hạ xuống còn 1 lip không hoặc 2 lip không. Mình hỏi sao vậy thì người ta lại trả lời là vậy nè: tôi lớn tuổi rồi, tôi chỉ chạy vậy thôi, chứ giờ mua nhiều clip quá tôi chạy không nổi, không có đủ để chạy, tôi chỉ cần 2-3 clip thôi. Thì nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và mục đích của khách hàng đề ra. Thứ nhất, giá thành hợp lý, không phải là dùng từ rẻ nữa mà phải dùng từ hợp lý. Hợp lý có nghĩa là sao? Người ta cần một cái khung chất lượng và đề clip là phải là của Shimano. Thì nắm bắt được như vậy, họ sử dụng đồ, tất cả các phụ tùng trên xe đều là chính hãng Shimano cho chúng ta. Và giá thì rất là ok. Thời điểm mà hồi xưa cái tay đề này nha các bạn nha, mua cái tay đề tay thắng này, nếu mà cách đây 10-11 năm, các bạn mua cái tay đề tay thắng này Shimano này, mua nhiều cửa hàng có khi 6-700 ngàn một cái tay đề. Nhưng mà thời điểm nay tại sao nó rẻ? Có nhiều bạn cứ nghĩ là nó rẻ là lý do là hàng là không chất lượng. Không phải nha các bạn nha, không phải. Tại thời điểm bây giờ á, rúp nó rẻ có nghĩa là sao? Người ta đã ra rúp điện hết rồi. Công nghệ bây giờ là chạy là rúp điện nha các bạn nha.
À, dân mà có xíu tiền hoặc có nhiều tiền người ta sẽ mua rúp điện người ta chạy, thành ra rúp điện đang chiếm ưu thế nha các bạn nha, chiếm ưu thế hơn rúp cơ. Rúp cơ sản xuất nhiều quá và dồn dập lại, nay bán rẻ lại nha các bạn nha, bán rẻ giảm giá lại thôi các bạn, để họ đầu tư tập trung vào rúp cơ, rúp điện đó. Thì những con rúp cơ như vậy thì giá rất rẻ và chúng ta mua được rất rẻ à, chứ không phải là chất lượng nó giảm nha các bạn nha, mà là nó không đi kịp thời đại hiện nay. Thời đại hiện nay là người ta xài rúp điện rồi nên những cái này rẻ. Và thời đại bây giờ, như hồi xưa cặp bánh này đi, nếu mà bạc đạn chúng ta mua có thể là 1,5 triệu, 1,7 triệu luôn, 8-9 năm về trước. Nhưng mà mua bây giờ rất rẻ. Lý do là sao? Bây giờ người ta xài líp thả và người ta xài tới rúp điện rồi, nên những bánh này nó sẽ bán giá rất là tốt cho các bạn. Nắm bắt được nhu cầu và yếu phẩm như vậy thì những anh hàng bãi đã tung ra những sản phẩm tuyệt vời. Đó là đây là vẫn là bạc đạn và giá cực kỳ rẻ nha các bạn nha. Có 4,350,000. Pew là một dòng xe mang tên thương hiệu đến từ nước Mỹ nha các bạn nha. Sườn nhôm, mối hàng, dãy cá, dây ngoài giá chỉ có 4,350,000. Các bạn có nghe lầm không? Sao nghe lầm được? Không thể nào nghe lầm được. Giò dĩa Shimano nè, như hồi xưa chúng ta mua cái giò dĩa Shimano này nha, nói thiệt các bạn luôn, hồi xưa nếu mà mình đi nhập nha là cũng 900,000 một bộ. Tuy là cốt vuông cũng nhập cũng 900,000 một bộ, nhưng mà thời nay nó rẻ đi rất nhiều. Lý do sao? Rúp điện đã ra đời. Giống như hồi xưa các bạn mua cái iPhone 4 đi, đó là nó mắc lắm, nhiều khi hả bán vàng để mua luôn. Bây giờ cái iPhone 4 các bạn mua đâu có nhiều, thậm chí cái máy còn zin luôn thì mua đâu có nhiều tiền đó. Hoặc là cái điện thoại cục gạch, bây giờ mua cái điện thoại cục gạch có 200,000 thì cái này giống như thời đồ đồng đó các bạn. Nhưng mà Shimano là bền nha các bạn nha. Cái điện thoại bây giờ các bạn mua 200,000+ đi, của Nokia, của cái gì á, có nhiều bạn nói ơi ai xài, nhưng mà nói thẳng các bạn luôn, cái Nokia đó xài rất bền. Nếu các bạn mua hàng hộp, hàng nguyên siêu, hoặc là mấy cái chỗ mà điện thoại người ta, mấy cái nhà mạng người ta thanh lý mấy cái điện thoại đó ra đó, có 200,000+, 300,000 còn tặng sim nữa các bạn đó. Thì các bạn mua được những cái điện thoại đó. Có nhiều người chê là người ta chê là chê ở công nghệ, chứ nói thẳng luôn nha, độ bền của nó các bạn xài 10 năm sau cũng chưa thấy gì luôn, 5-10 năm. Thì đây cũng vậy, thì bây giờ người ta chê là sao, chê cái công nghệ nó hơi chậm hơn so với tại thời điểm này. Tại thời điểm này bây giờ rúp người ta không dây nè, người ta bấm e chạy lên chạy xuống, thì bây giờ mấy anh này đã bị rớt giá, đã bị xuống giá, tại vì đã cho ra được những cái con công nghệ cực kỳ tuyệt vời. Cùi đài đĩa Shimano, giò dĩa Shimano thì chúng ta mua con này quá ok, chỉ có 4,350,000, chứ thời điểm đó nói thiệt các bạn luôn, các bạn muốn mua không có mua được đâu. Thời điểm đó nó thẳng luôn nha, nhiều khi bán chiếc quay alpha luôn, mua mấy cái bộ rúp này về gắn tốn tiền quá cha luôn nha các bạn nha. Shimano nè, tất cả các đồ trên xe đều là Shimano chính hãng, và những cái này các bạn xài muốn hư không phải dễ hư đâu, nó rất bền. Lý do sao? Đây là những cái sản phẩm đã đạt cái thương hiệu là nồi đồng cối đá rồi, nó xài rất là bền nha các bạn nha, thậm chí nó còn bền hơn những cái con công nghệ hiện đại bây giờ nữa đó. Nhưng mà là vậy nè, nó không được bắt mắt, nó không được hiện đại. Bắt mắt có nghĩa là sao? Dây nó còn nè và hiện đại là sao? Không dây nha các bạn nha, và nó rất là bền. Giá thì bao nhiêu? Có 4,350,000. Mua về tập thể dục, đi làm, đi chơi, đi học, đi phượt, đi đâu cũng được, các bạn muốn đi đâu đi. Đó, như bộ rúp 105 hoặc rúp U tạc ra, các bạn có nhớ không, có thời điểm nó lên giá, một bộ rúp nó lên tới, ví dụ U tạc ra giá thời điểm đó, thời điểm mà cách đây 2 năm đi, 2 năm rưỡi U tạc ra giá thời điểm đó là nhiêu? Một bộ rúp các bạn mua có khi 21-22 triệu, và bây giờ nó chỉ còn nhiêu? 15-16 triệu, và vài bữa nó sẽ rớt giá nữa nha các bạn nha. Tại vì lý do sao? Nhiều hãng tung ra quá. Như bên mình đang bán con U tạc ra nè, full rúp U tạc ra, thắng dầu luôn nha các bạn nha, thắng đĩa dầu luôn. Bánh nhôm giá nhiêu? Chỉ có 36-37 triệu thôi, là full rúp U tạc ra.
Chứ bây giờ hồi xưa các bạn mua một bộ rúp là các bạn nghĩ hồi xưa sao mắc, bây giờ chắc đồ nó rẻ đi, đồ nó làm dởm đi. Không có đâu bạn, cũng vẫn là bộ rúp đó, nhưng mà rẻ hơn là do tại thời điểm này bây giờ người ta ưu ái rúp điện hơn rất nhiều nha các bạn nha. Nhưng mà cũng có nhiều người vẫn giữ truyền thống mặc định là vẫn thích xài rúp cơ, tại vì nó giữa cơ giữa điện mà, gọi là hai cái sự giao thoa với nhau. Và khi mà nó giao thoa thành công cái thằng rúp điện ra thị trường rất nhiều á, thì rúp cơ nó lại tụt nữa. Và các bạn để ý là video này sẽ còn lưu lại nhiều năm, và các bạn để ý 5-10 năm sau các bạn sẽ nói rúp u tẹt ra nó chắc ráp lên con xe nó cũng cỡ dày à, chứ không có nhiêu tiền hết nha các bạn nha. Nó rẻ lắm, nó rẻ lắm, đồ thì nó xuống nha các bạn nha. Nói đi nói lại con Phiêu này giá chỉ có 4.350.000 là tại thời điểm này các bạn nha. Chứ thời điểm vàng son mà cỡ 4-5, 5-6 năm về trước các bạn muốn mua con này mua không được nha các bạn nha. Các bạn mua các bạn phải coi xét theo thời điểm xe đó. Bánh là bánh siêu chớn nha các bạn nha, bánh chớn lắm. Em test độ chớn của xe cho các anh chị xem. 4.350.000 mà bánh bạc đạn, bánh siêu chớn, niền alet rim, niền cao 4 phân. Khung sườn là khung sườn nhôm, mối hàng dãy cá nha các bạn nha. Mối hàng là mối hàng dãy cá, dò dĩa là cốt vuông, bạc đạn. Màu sắc con xe là màu xanh, giá chỉ có 4.350.000. Giá này bao ship chưa? Xin thưa các bạn, giá này em bao ship cho các anh chị luôn nha các anh chị nha, bao ship bao vận chuyển. Con này là hàng phục chế lại nha các bạn nha, hàng phục chế lại. Nên nó không phải gọi là xe mới, cũng không phải gọi là xe cũ, mà gọi là xe lướt, vừa cũ vừa mới. Lướt có nghĩa là sao? Xe người ta sơn, người ta dọn lại, người ta mới lại, các bạn gọi là xe lướt nha các bạn nha. Đồ thì tất cả các đồ phụ tùng trong xe đều là đồ xe bịch và đồ mới hết nha các bạn nha. Nhưng là người ta mua với hàng thí dụ như tay đề, cùi đề, cùi đĩa, dò dĩa, sơn líp, người ta mua bằng cái sự ngoại giao, một cái mối quan hệ nào đó, người ta mua được cái giá tốt và người ta ráp lên con xe cho các bạn giá cực kỳ tốt. 4.350.000. Con này có nhiều không? Không, không có nhiều nha các bạn nha. Nếu có nhiều mỗi ngày mình quay rồi, con này đâu có nhiều đâu. Lâu lâu mới có một con nha các bạn nha. Lâu lâu máy ảnh xong công việc, việc nhà, việc cửa, việc con cái, việc bếp nút xong hết rồi máy ảnh đi ráp xe và máy ảnh phục vụ cho các bạn. Nên con xe này thể hiện sự tâm huyết ở trong đó. Tâm huyết ở đây là người Việt Nam đứng ra dựng xe và phục chế lại con xe. Giá chỉ có 4.350.000. Tên con xe, thương hiệu con xe Phiêu, 4.350.000. Nói về độ bảo hành thì sao? Khung xe là bảo hành cho các anh chị trọn đời. Đề clip là bên em hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Vỏ ruột bạc đạn không bảo hành. Xe này làm rất là kỹ và rất là tỉ mỉ nha các bạn nha. Các anh chị chờ xíu em có điện thoại. Dạ, đây em xong rồi nè. Bây giờ mời các anh chị xem lại con xe của mình. Mua mới là xe của mình nha các bạn. Xem lại con xe. Con này con Phiêu đó, rất đẹp. Xe làm rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Bởi vì sao? Người Việt Nam mình gắn với con xe đạp rất là lâu rồi đó. Thậm chí bây giờ luôn có nhiều người chưa có cơ hội đi xe máy luôn á. Tiền khó, Việt Nam mình kinh tế khó khăn quá. Giờ nó càng ngày càng khó, khó càng khó nha các bạn nha. Nên xe đạp nó gắn với Việt Nam mình rất nhiều. Xe hai bánh còn cực kỳ nhiều hơn nữa nha các bạn nha. Xe rất là đẹp. Bánh bạc đạn nha các bạn nha. Bánh bạc đạn họ làm rất là tỉ mỉ, rất là kỹ luôn. Từng khâu rất là kỹ. Bạc đạn là vô mỡ, vô dầu hết bạn. Và mỡ là mỡ, đây là mỡ xanh chịu nhiệt nha các bạn nha. Dòng mỡ chịu nhiệt, chứ không phải là vô mấy cái dòng mà mở tàu lao nha các bạn nha. Dòng mở chịu nhiệt cho các bạn luôn. Sườn là sườn nhôm nè. Các bạn thấy không? Nước sơn thì nói thẳng luôn là Việt Nam mình vẫn thua công nghệ ở nước khác. Là sao? Sơn nó vẫn còn chưa được đẹp nè. Nó vẫn có hộp nè, nổi hộp nè. Cái hộp này vẫn có hộp nha các bạn nha. Đó, vẫn có hộp. Nhưng mà dày là mình chấm là tuyệt vời rồi. Tại vì giờ sao các bạn mua mấy xe kêu rất là cũ, nhiều khi con xe nó cũ lắm mà họ đã chà, họ rửa, họ làm lại, họ sơn dặm lại con xe rất là đẹp, rất là tỉ mỉ nha các bạn nha. Như vậy là đạt rồi đó. Và chúng ta chơi con xe, có bạn kêu bạn chạy xe gần 100 triệu, bạn nói vậy mà đạt gì, xe tôi có 100 triệu đạt hơn, thì mình nói đây là đạt trong tầm giá nha các bạn nha. 4.350.000 như vậy là quá đạt và quá đẹp trong tầm giá nha các bạn nha. Để mua được con Phiêu mà cái khung lại là khung hàng
người ta nhập từ bên Nhật về nha các bạn nha. Khung này đã nhập và khung dọn kho nhập về mà người ta dọn lại con xe cho các bạn, rất là tuyệt vời rồi nha các bạn nha. Cùi đề đĩa Shimano, dò dĩa Shimano, clip là clip 7 Shimano, cùi đề clip là Shimano Tunay, bánh bạc đạn niền là niền Alex Rim. À, cái niền Alex Rim này mình quảng cáo lâu, bây giờ là người ta bán tràn lan trên mạng rất nhiều. Và cái niền này thương hiệu nó khá nổi tiếng rồi, bây giờ bắt đầu nó lên tiếng các bạn. Niền này bắt tại thị trường Việt Nam bắt đầu có giá rồi. Trời ơi, thấy giá nó lên cao lắm. Các bạn nha, bánh bạc đạn, bánh siêu chớn, đùm là đùm XTRS đó, bánh bánh khiều cái lại chạy các bạn, khiều cái lại chạy à. Đó, có 4.350.000 thôi. Đó, 4.350.000 thắng đĩa nè, có chân trống kèm theo. Ôi, quá tuyệt vời, có chân trống luôn. Bedan à, bedan là vẫn là bedan được. Được thôi chứ không phải là bedan xịn nha các bạn nha. Bedan này dùng được thôi, không phải là hàng cao cấp. Và nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta mua về chúng ta trải nghiệm, là chúng ta nâng cấp bedan hoặc mua đồ chơi mua gì đó thì gói combo đó các bạn sẽ mua sau, mua ở Lazada mua đâu đó tùy các bạn nha các bạn nha. Và con này giá mình thấy rất là đạt trong tầm giá. Nước sơn, màu sắc và xe này gắn về và ba ga được, giá chỉ có, giá xe chỉ có 4.350.000 phiêu, 4.350.000. Địa chỉ mua hàng của shop em ư? Trời ơi, địa chỉ đây rồi, em để cái địa chỉ ở đây quá rõ ràng luôn, nguyên cái số nhà em để đây luôn. À, cửa hàng Hân My, địa chỉ nhà, số điện thoại. Để làm chi? Tại sao lại bán hàng lại phải để địa chỉ? Để địa chỉ các anh chị tới mua chứ có gì đâu mà tại sao? Có nhiều người hỏi tại sao bán hàng mà cứ để địa chỉ ở trên đó? Tại sao bán hàng mà cứ để số điện thoại ở trên đó? Giờ không để số điện thoại, không để địa chỉ là ai mua hàng cho em? Nha các anh chị nha, bán hàng là phải để số điện thoại, để địa chỉ cho người ta thấy người ta mua. Có nhiều khách người ta mua xe người ta nói đừng có để địa chỉ, đừng để số nhà, đừng có để giá, đừng có quay phim. Bán hàng đừng có quay, đừng để giá, đừng để gì hết, để cho mọi người ta khỏi mua luôn. Đó, nhưng mà em là bán là phải bán cho người ta mua, để địa chỉ, để số nhà, số điện thoại, để tên con xe, đó, mã sản phẩm con xe, giá thành con xe, cấu hình con xe. Hồi nãy giờ em chưa đọc cái vỏ con xe thì phải, bây giờ em đọc cái vỏ xe cho các anh chị nha. Vỏ xe con này là đang là vỏ 700x23. Ờ, dòng chuyên đua luôn các bạn. Cái này có các bạn có thể lên 28 nha các bạn nha, lên tới 28 đạt nha các bạn nha. À, cái này lên 35 không được, đụng nha các bạn nha, lên 28 nhưng mà phía trước chúng ta có thể lên tới 40 42 luôn. Phía sau chúng ta lên 35 thôi. Đó, các bạn muốn biết lên vỏ được không các bạn phải kiểm tra cái đoạn này nữa nè. Cái đoạn khe hở này lên được tới 28 thôi nha các bạn nha. Vỏ này vỏ Kenda niền là niền Alex Rim. Và đây là vòi xịn nè. Mấy anh này sử dụng vỏ ruột rất có tâm. Có tâm và có cái tầm. Tâm nó sẽ đi theo tầm. Có nghĩa là sao? À, vỏ ruột là sử dụng loại tốt để cho người ta chạy về ít có bị bể bánh, bể vô duyên á bạn. Có nhiều trường hợp bể vô duyên lắm. Nhưng mà cũng có trường hợp là thật sự 1.000 chiếc cũng có xui xui, có dính một chiếc là vẫn sử dụng vỏ ruột xịn nhưng mà tự nhiên dễ bơm BPC. À, thì cái đó là 1.000 chiếc mình nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng rõ ruột dởm thì tỷ lệ bể rất là nhiều. Còn nếu mà sử dụng ruột xịn như vậy nè, khó bể lắm. Tỷ lệ hoàn thiện của cái ruột khi mà ra thành sản phẩm bán cho các bạn á là rất tốt. Dòng này là dòng ruột Genshin CST. Nó cùng hiệu là Masit nha các bạn nha. Hàng Masit nó vừa sản xuất Genshin vừa sản xuất Masit nha các bạn nha. Genshin CST hình như dành cho thị trường Việt Nam mình nha. Sao giá thành nó rẻ, nó ok hơn. Cái bánh đụng cái nó chạy các bạn ngộ ghê luôn. Có 4.350.000 bánh khều cái chạy rồi. Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ.